các bạn thân mến, đây là một tháng vô cùng thách thức và cũng là cái tháng về đích của các bạn. Mong rằng các bạn luôn vững ý chí và đặc biệt là các bạn hãy tiến về đích một cách nhanh nhất, mạnh nhất và đặc biệt là hoàn hảo nhất mà tôi từng mong đợi. Thế thì chỉ tiêu năm nay của miền Nam chúng ta ấy thì là 62. Tuy nhiên là cái kỳ vọng của tôi cũng như ban giám đốc công ty ấy là cao hơn thế rất nhiều. Và tôi biết rằng và tôi tin rằng tất cả các anh chị sẽ thành công và đặc biệt là các anh chị sẽ đạt được cái mục tiêu của mình vào năm 2020 này. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.